Hello, xin chào anh em, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của em. Kênh của em là Vòng Tay Phong Thủy Gia Khiêm. Trước khi vào video thử nghiệm này thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Những người đăng ký rồi thì cảm ơn, và những người mới xem video này thì ấn đăng ký kênh để video em phát triển hơn nhá. Trong video này có một số anh em đã nhắn tin cho em là hỏi về vòng tay Nu Huyết Long. Tất nhiên là những người mới chơi vòng tay thì thường thường sẽ kiếm kiếm chủ yếu là vòng Nu Huyết Long là chính đầu tiên ấy. Xong rồi thì mọi người sẽ trải qua những cái vòng tay loại khác, ví dụ như là gỗ xưa, gỗ cẩm lông chuột, hoặc là gỗ hoàng đàn tuyết lạng sơn, hoặc là gỗ Nu Ngọc Am, đấy những hàng cao cấp hơn. Thì video này cái chính em nói là cách nhận biết về gỗ Nu Huyết Long, thì em cũng có nói nhiều video, thì nếu ai chưa xem có thể xem lại những video về cách nhận biết vòng Nu Huyết Long nhá. Và video này chủ yếu là thử vòng Nu Huyết Long có chìm nước hay không, thì em cũng nói ngắn gọn thôi. Đấy, đây nhá, bây giờ em trên trước mặt màn hình nó sẽ có những cái vòng Nu Huyết Long như thế này. Đây, mọi người xem hàng thực tế nhá. Đây, nó như thế này. Đấy, và cách thử vòng Nu Huyết Long nó có chìm nước hay không. Thì đây, em đã chuẩn bị sẵn một ca nước. Đây, em lấy ra. Đây, chuẩn bị sẵn một ca nước. Chắc em phải bỏ cái máy quay lên nhé. Em cầm đây. Đây, chuẩn bị sẵn một ca nước. Và mọi người nhìn kỹ nhé. Em thử xem nó có chìm hay không nhé. Đây, đây là một chiếc vòng Nu Huyết Long. Ánh sáng thực tế nhất. Em để ánh sáng ban ngày nhé mọi người. Đó, một chiếc vòng Nu Huyết Long đây, siêu đẹp như thế này. Bây giờ em thả xem nó có chìm không mọi người nhá. Nhìn này, mọi người nhìn kỹ này. Đó, mọi người thấy nó chìm chưa ạ? Chắc chắn là chìm. Và tinh dầu nó nhiều thì chắc chắn là chìm. Đó, lấy một chiếc vòng khác nhá. Đây, đấy, mọi người nhìn vân này, siêu đẹp luôn. Ai cần thì cứ liên hệ với em nhá. Em thử này. Đó, mọi người thấy chìm chưa? Đó, chiếc nữa nhá. Đây, đó, thấy chìm chưa ạ? Đó, chắc chắn nó sẽ chìm, tại vì bên em là bán những hàng vòng Nu Huyết Long, hàng tinh dầu nhiều, thành ra là hàm lượng chất nu tinh dầu nhiều, chắc chắn sẽ chìm. Còn thấu quang thì độ thấu quang thì em cũng đã nói rồi, nếu vòng nu so với vòng thân, hàng thân Huyết Long ấy, thì hàng nu này sẽ thấu quang ít hơn. Ví dụ giả dụ như thế này, những cái chỗ này ít nu này, vân như thế này thì độ thấu quang nó sẽ nhiều. Còn những chỗ mà nu nhiều như thế này thì độ thấu quang nó sẽ ít ít hơn nha mọi người. Đó, đó là điều đương nhiên rồi. Và ai cần liên hệ những cái vòng tay cao cấp Nu Huyết Long như thế này thì cứ liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại 0962 145 825 đang chạy trên màn hình nhé mọi người. Đấy, thì em cũng có nhiều loại gỗ lắm. Tất cả các loại nu thì đa số em cũng có, và những cái hàng cao cấp hơn như là Hoàng Đàn, Tuyết Lạng Sơn em cũng có. Ai cần liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video.